ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Ông có rất nhiều các cái cột mốc trong cuộc đời như thế. Mình phải làm lại này. Mình đã từng thế này nhưng mà sau đó mình phải làm lại tất cả mọi thứ rồi mình phải gặp rất nhiều cái trắc trở khó khăn. Vậy thì có bao giờ mà ông so sánh bản thân với bạn bè và ông cảm thấy là bị áp lực không? Có chứ. Nhưng mà thật ra thì mình biết là mình cá tính cho nên mình loại bỏ được khá nhiều những cái sự so sánh đó, nhưng mà nói chung cái việc so sánh là không thể nào tránh khỏi. Ừ, thừa nhận với bản thân mình thì mình sẽ vẫn cảm thấy là đôi khi mình rất áp lực đúng không? Thì giống như là mình so sánh bản thân với người anh trên khóa của mình hai khóa này cũng học cùng trường đó. Bây giờ người ta sắp xong PhD rồi, bây giờ mình cũng đang học bachelor mà chưa biết khi nào mình tốt nghiệp. Nhiều lúc cũng so sánh, cũng tủi thân, cũng nghĩ ngày xưa mình lựa chọn như thế này như thế kia, nhưng mà những cái lúc đấy thì mình mới nghĩ lại, nếu như mà không có những sự lựa chọn thì nhiều khi mình không có được mình như ngày hôm nay, không có được một cái bao chung mà kiểu như lãng mạn đã ép xuống, hoặc là cũng có đấy, tại vì cũng văn nghệ thể thao nhạc nhẽo với cái thứ đầy đủ mà. Nhưng mà bây giờ càng lúc càng logic hơn, tại vì mình phải nhìn được những cái sai sót của cuộc đời của mình, những cái gì mà mình đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn mà mình phải logic lại, thì từ lúc đó mình mới không có xảy ra những trường hợp đáng tiếc nữa. Nhiều người trong cuộc đời mà nhiều lúc có một cái sự đáng tiếc mà khi mãi sau này mình mới nhận ra được là mình tự trách tại sao mình không cố gắng hơn. Bây giờ so sánh thì nói chung là cũng có, nhưng mà cũng phải gạt một bên là bởi vì người ta là người ta và mình là mình. Cái sự so sánh nó mang tính khập khiễng, nhiều thứ nó khập khiễng lắm. Bạn phải chú ý, ví dụ như là cái sự đầu tư của gia đình người ta và người ta như thế nào, và cái khả năng gốc của người ta như thế nào. Nếu mà mình đặt vào vị trí của người ta thì mình có thể làm được điều đó hay không. Nếu không làm được thì thôi, việc gì phải so sánh. Thì người ta có đi đường của người ta, mình có đi đường của mình. Nó là đi học lớp, nếu mà có ai gãy quá thì cũng kệ thôi. Mình thừa biết là cái đấy cũng sẽ có xảy ra, nhưng mà không ai sống cuộc sống của mình. Thực ra trong trường của tôi nghĩ là tất cả cái việc mà so sánh hay áp lực đồng trang lứa là điều mà thực sự ai cũng gặp. Nhưng mà thực ra khi mà mình mà xác định được rõ cái giá trị của mình ấy, tức là ví dụ như mình tự tin, chẳng hạn như trong trường của ông chẳng hạn, tôi sẽ nghĩ là ồ, mình tự tin bởi vì mình thực ra mình học được những cái thứ này cũng khó mà. Mình đã nằm được trong 2% người có thể gọi là pass được cái môn mà 98% fail. Tức là mình làm được những thứ mà và có một thứ nữa tôi nghĩ là mình nên tự hào ấy, là chuyện mà mình thực sự dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, dám làm những thứ mà mình thích và dám reset. Tôi thấy thực sự đấy là một cái mà mình luôn luôn có thể gọi là tự hào được ấy. Và khi mà mình nhìn vào những cái giá trị mà mình có thể tự hào được thì tôi sẽ cảm thấy là giống như ở ngày xưa tôi làm Spy Room ấy, thì ok, nếu mà ví dụ so sánh về tiền hay về cái này cái kia so với bạn bè thì ngày xưa chẳng hạn thì làm sao mà ăn thua được. Nhìn thì nếu mà mình mà so sánh ở trên cái mà người ta mạnh hơn ấy, thì thực sự việc mà mình cảm thấy là mình lép vế là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu mà mình so sánh trên cái phương diện mà mình mạnh hơn, tức là tôi vẫn tự tin là tôi làm được một cái như Spy Room, là thứ mà chưa chắc là có tiền hay là chưa chắc mà giỏi không đã có thể làm được, thì khi mình nhìn vào cái đấy thì tự nhiên mình lại xây dựng được sự tự tin và mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua cái áp lực như vậy đó. Thì đấy là góc nhìn của tôi nhá. Còn góc nhìn của ông khi mà gặp những cái vấn đề áp lực chưa? Bởi vì tại sao mình phải nói chuyện về câu chuyện áp lực đồng trang lứa này, bởi vì tôi nghĩ là rất nhiều bạn, thậm chí là rất nhiều bạn đang xem cái livestream này, rất nhiều bạn trẻ bây giờ ấy, tôi cảm thấy là các bạn ấy gặp khá nhiều áp lực và các bạn cứ luôn luôn cảm giác là mình phải làm nhiều hơn, mình phải
cố gắng hơn, rồi mình phải ôm đồm thật là nhiều thứ, thật là nhiều cái gánh nặng. Nhưng mà trên thực tế thì đôi khi đối với tôi chẳng hạn, tôi nghĩ là đấy không phải là lời giải cho cái câu trả lời cái áp lực mà các bạn đang gặp, mà đôi khi chỉ là cách bạn nhìn cuộc sống, nhìn cuộc đời và nhìn chính mình nó phải khác đi. Thì theo ông thì nó sẽ như thế nào? Mình chỉ nói ví dụ như là có những cái ví dụ như thế này, thì mình học trong trường chuyên thì nó cũng có nhiều dị nhân lắm nhé, gọi là luôn trong cái đỉnh chót trong cái học đường ngày xưa, cực kỳ được kỳ vọng, cực kỳ có tương lai, triển vọng này nọ cái thứ luôn. Thì ngày xưa cảm giác mà cái lúc mà tôi vừa đậu xong cấp 3, tôi mặc cái áo thể dục có in tên trường ra đường, tôi đi đường có người ô thằng này nó học trường này ghê lắm, Flexing thì đúng là ok nghe cũng oách, nhưng mà cứ có một thời gian nó dưới cái áp lực đó có nhiều người ta chịu không được, không khi mà bạn có ôm đồm quá nhiều thứ người, bạn phải có quá nhiều thứ kỳ vọng rồi bạn phải thỏa mãn đó, thì lúc mà bạn không biết bạn là ai, có nhiều người mình biết vào cái thời điểm đó hồi cấp ba họ học cực giỏi nhưng mà khoảng 2 tuần nữa là phải nộp hồ sơ nguyện vọng, người ta cũng không biết người ta thi trường gì, không biết là người ta thích ngành gì và tại sao phải học ngành đó, người ta không có một cái sự dự định chắc như đinh đóng cột trong đầu, lúc nào họ cũng tự hỏi, xong cuối cùng nhiều người lại chọn trường có học bổng này bởi vì có học bổng này, người ta lại chọn trường bởi vì tuyển thẳng này, nhưng mà liệu có phải đó là sự lựa chọn của người ta hay không, tại vì nếu như mà đã lựa chọn thì ta sẽ không tự hỏi, nếu như đã có lựa chọn sẵn từ đầu tức là đã có tìm được cái bản thân của mình trong lúc đấy thì ta sẽ không tự hỏi được, mặc dù người ta nói là hồi đấy còn trẻ thì cũng không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều trải nghiệm thì nhiều khi là tự hỏi là đúng, nhưng mà thật ra mình thấy lúc 17, 18 tuổi ít nhất phải biết sơ sơ được mình thích cái gì chứ, nhưng mà không, bởi vì quá tốn thời gian vào việc thỏa mãn kỳ vọng của trường qua các kỳ thi tỉnh, thành phố, quốc gia, quá tốn thời gian vào việc làm cho gia đình phải cảm thấy vui, làm cho gia đình phải hãnh diện nên nhiều người xong mình biết xong sau khi cấp ba một cái thì cuộc đời của họ tan nát, nghĩ rất buồn lắm, Nó như kiểu một cái dạng cũng vỡ mộng luôn. Tức là tôi, thực ra tôi đã từng là một người như thế. Tức là một người kiểu, ví dụ tôi quyết định thi đại học của tôi nhá, là tôi vào ngoại thương, tôi thi có thi ngoại thương. Tức là tôi cũng chả có hiểu là tôi thích cái gì, hay muốn học gì cả. Đơn giản tôi thi ngoại vương là vì ok, ngoại thương trông có vẻ trường tốt, điểm cao, đó, chấm hết. Và tôi muốn vào trường ngoại thương vì nó điểm cao. Và sau đấy thì kể cả kiểu sau này đi học ở nước ngoài luôn, thì mình cũng lựa chọn trường vì rank nó cao, chẳng hạn như vậy. Thì nhưng mà tôi là người may mắn, tôi nghĩ là tôi là một người hiếm hoi và may mắn, là bởi vì những cái lựa chọn thế dù sao đến cuối cùng nó vẫn vẫn cứ ok với mình, nhưng mà nó đã có thể rất rất khác, bởi vì tôi có những người bạn cũng cũng học ở nước ngoài, và các bạn lựa chọn những ngành mà có lẽ là các bạn cũng nghĩ là sẽ tốt nhất với các bạn ấy, chẳng hạn như học học ngành cũng cũng liên quan đến kỹ thuật chẳng hạn, học ở nước cũng nặng như là Đức. Thì đến cuối cùng bạn tôi cũng không thể hoàn thành được chương trình học, gặp rất nhiều vấn đề trầm cảm, thậm chí là phải quay về nước, và quay về nước rồi điều trị hay là tìm cách để xử lý rồi lại quay lại học, nhưng mà cũng không vượt qua được và cuối cùng vẫn lại phải quay trở về nước. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ là bạn tôi vẫn vẫn gặp rất nhiều cái khó khăn đấy, tức là cái sự gọi là để vượt qua được cái mặc cảm của cái thời điểm như vậy. Thì tôi nghĩ là nếu mà thực sự mình đưa ra những lựa chọn sai lầm ấy, thì có thể là mọi thứ nó sẽ rất là tệ. Nên tôi thực sự rất là đồng cảm với cái nhận định của ông là đó thực sự là một cái sự thật mình cảm thấy là đôi khi mình nhìn thấy rất buồn ấy. Có những người mà mình đã từng nghĩ là ngôi sao, tức là cái gì cũng giỏi, rất thông minh, rất tài năng, tất cả mọi thứ đều đều rất ổn khi đi học. Nhưng mà chỉ vì lựa chọn sai đường thôi, và gần như là có những cái biến cố mà nó xảy ra, và gần như sau đấy là không thể gượng dậy được.
thì tôi rất là đồng cảm. Thì cái này chỉ là kiểu chia sẻ thêm để thể hiện được là cái sự đồng cảm của bản thân mình thôi, với những cái nhận định vừa rồi. Thì Và cũng chỉ vì thỏa mãn cái sự kỳ vọng của gia đình và tất cả những người đang ngóng trông vào họ mà thôi. Đã bị mang tiếng học trường chuyên mà cuối cùng lại bỏ học ngay giữa chừng, thì nó là một cái sự stress rất là lớn. Và sau đó có nhiều người mình tôi biết cũng học trường tôi ra, cuộc đời của họ trượt dài xuống, có nhiều người phải sống bằng thuốc, bởi vì nếu mà ngắt thuốc ra thì nhiều khi tự tử. Giống như tôi có đọc, ngày xưa tôi đọc một bài báo, tôi không nhớ là nó không cũng không không nhớ cụ thể đâu, nhưng mà tức là bài báo ấy nói về cái những cái người mà dụ học học những trường Ivy League ấy, kiểu Harvard các thứ này nọ, nhưng thực sự không phải là những người xuất sắc ấy. Tức là chúng ta hay nói về ôi Harvard, Stanford gì đấy, là những cái thường là chúng ta sẽ gắn liền với những người rất là xuất sắc, rất là kinh khủng. Nhưng mà thực ra thì có rất rất nhiều người về sau không đạt được cái kỳ vọng đấy, và có thể người ta có sống cuộc sống rất bình thường, nhưng mọi người khi nhìn vào lại bảo là à, thằng này tốt nghiệp Harvard, thằng này tốt nghiệp Stanford, thằng này tốt nghiệp kiểu MIT, và tự nhiên người ta có một cái kỳ vọng ôi thằng này phải phải ghê gớm lắm, tại sao cái thằng này nó chỉ như thế này thôi nhỉ. Thì cái điều đấy, cái áp lực vô hình như vậy, nó khiến cho người ta càng ngày càng trượt dài đi, và càng ngày người ta càng phải thu mình trong cái vỏ ốc ấy, của cái sự thiếu tự tin. Thì đó, đôi khi tôi nghĩ là không phải là mình có một cái khởi đầu tốt này, không phải là mình có được cái nền tảng giáo dục các thứ này nọ xịn sò kinh khủng thì mình sẽ có một cái tương lai tốt đẹp, hoặc là mình không gọi là tương lai tốt đẹp nhé, mà mình có được một cuộc sống của mình thực sự hạnh phúc, mà đôi khi là cái lựa chọn chính xác và phù hợp với khả năng mình hơn sẽ đưa cho mình, sẽ khiến cho mình đi xa hơn và giúp cho mình có một cuộc sống mà tôi nghĩ là nó sẽ viên mãn và thoải mái hơn đấy, tôi nghĩ vậy. Thì không biết là ông nghĩ thế nào về cái điều này, và ở thời điểm hiện tại thì ông có còn bị những cái vấn đề kiểu như áp lực đồng trang lứa này, hay là kỳ vọng của mọi người nó khiến cho mình bị đặt nặng cái gì đấy hay không? Thì cũng chỉ nghĩ lại là nếu như mà ngày xưa tôi có kể một câu chuyện là ngày xưa tôi có một cái người bạn cũng khá là thân, thì cái lúc đấy thì cái sai lầm của tôi là tôi hỏi người ta nghĩ về mình như thế nào. Thì bản thân mình lại dâng cho người ta định nghĩa, xong rồi mình lại lấy cái định nghĩa đó mình ôm vào người mình, xong rồi lại cảm thấy rất đau lòng về những cái điều đó. Vì lúc đó thì cũng ngay cái lúc đó luôn tôi mới quyết tâm là nếu như tôi chỉ nghe những cái lời đó thì mãi một cuộc đời về sau này không thể nào mà tôi có thể phát triển cuộc sống của mình theo cách bình thường. Thì bởi vì tất cả những cái gì mà tôi làm trong thời cấp 3 đó, ví dụ như là ok thì cũng có yêu đương, nhưng mà yêu đương thì yêu một người, chia tay thì cũng chia tay đàng hoàng, xong rồi yêu người khác thì cũng có thể là do nhìn nó lãng tử chút xíu, xong rồi mang điều tiếng này nọ, rồi chơi môn thể thao thì cũng ít người chơi, ngày đấy chơi parkour thì cũng Ô, mặc bác cái quần cua rộng luôn. thùng thình thình Kinh ớ đấy, kinh đấy. mặc mặc cái quần rộng thùng thình thình xong đi trong trường thì cũng bị này bị nọ, cũng bị nói này nói nọ, nói chung là mình chỉ có một cái gì đó khác mình bật lên xíu thôi. Những gì mình làm nhiều khi thì nó cũng gây tam sao thất bản, nó nhiều thứ nó không đúng sự thật cho lắm. Thì nếu như mà mình chỉ nghe những cái lời đó thôi thì thôi mình chết rồi, mình tiêu rồi. Tại vì cái lúc mà cái tay đấy nói, cái tay bạn của mình nói với cái lời sếp mình đó, và mình cũng hỏi thêm vài người nữa, nhưng mà những cái lời mà trùng với những cái lời mà tay ấy nói là đến từ những người mà ghét mình, họ đều có một cái nhận xét như nhau cả. Nhưng mà khi mình hỏi những người mà quý trọng mình á thì mình cũng đối xử tất cả như trang nhau thôi, thì họ lại có một câu trả lời khác. Cho nên khi mà người ta đã có kỳ vọng gì đó vào mình thì cũng kệ họ, họ kỳ vọng theo cái hướng của họ, họ tưởng tượng theo cái hướng của họ. Ví dụ như là người thần tượng Bill Gates thì lại muốn mình đi theo hướng Bill Gates, kiểu như là không không nói to quá,
rồi chăm làm việc thiện. Còn nhiều người thần tượng mà Elon Musk thì lại kỳ vọng mình là phải nói to Là lên, chịu phải coi hô à? vang, phải phải bơm coi nhiều Là lên. chịu coi à? Ok, nghĩa là đấy là cái nhận định khá là hay. Nói chung là mình sống cuộc đời của mình thôi, và đến cuối cùng thì cuộc sống của mình vẫn là mình phải chịu trách nhiệm mà, đúng không? Cố gắng tìm lại chính mình. Áp lực đồng trang lứa cũng có cái hay. Anh nghĩ sao về áp lực và động lực? Nếu như bạn biến cái áp lực đó thành động lực của mình thì xin lỗi, đến đến một cái mức độ đó bạn không biết được động lực của bạn là cái gì đâu. Cuối cùng là bạn cố gắng vì bản thân mình hay bạn cố gắng vì người khác, cuối cùng là bạn vì cái thành công của mình hay là vì cái thành công của người khác. Lúc mà so sánh bản thân xong rồi đáp ứng được cái nguyện vọng của người khác á, thì lúc đó là người khác là người thắng không phải là bạn, bởi vì họ được cái kỳ vọng của họ đã được hoàn thành. Còn bạn thì sao? Không ai nghĩ đến bạn, chỉ có mình đối với mình thôi. Mình cảm thấy có vừa ý không? Không. Cảm thấy có vui không? Không. Đối với mình không nên, đừng biến nó thành động lực. Đừng biến áp lực thành động lực. Cái này thì tôi lại có quan điểm hơi khác một chút. Tôi nghĩ là ở áp lực là mình dung hòa thôi, tức là cái thứ gọi là áp lực ở đây thì chắc bạn cũng không hẳn là cái áp lực đồng trang lứa hoặc áp lực từ bên ngoài đâu. Chắc ý bạn là tôi cảm thấy nó rất là áp lực, rất căng thẳng đúng không? Nhưng mà bằng cái đấy tôi xoay chuyển và tôi cảm thấy nó là động lực để tiếp tục tiến lên. Thì với tôi nghĩ là nếu mà bạn có thể làm được điều đấy thì đấy đều tốt. Nếu bạn có thể. Còn nếu mà bạn kiểu bị chết chìm trong cái áp lực đấy thì thực sự là cái việc bạn nên làm là cởi bỏ bớt áp lực đi để cho mình được thoải mái hơn.